Cờ làng Đông Xù ta là yếu luôn. Yếu thì đã đoàn thỉnh. Thế là chú không chiêu mộ ngoại binh để rủ đội cao thủ là sang đây nhập hộ khẩu bên đây. Đi chiều ăn pháo đi của anh. Ăn pháo vào nào. Ông hôm mấy ra đánh được một hôm rồi, chắc rồi về Dương rồi. Về Dương rồi. Cái vánh gồng thế này. Ông về Dương. Về Dương. Lên Dương. Không không đánh đây được. 27 hỏng hết video rồi. Mấy video. Bắt pháo bắt mã. Đây chưa. Ai nói vậy? Cũng bắt. Bắt pháo đi. À đây đây. Bắt tướng đây này, bắt tướng đây này, nhìn đây rồi. Bắt tướng mình đấy. Ra bắt pháo đi. Giữ. Lên bắt mã. Lên bắt mã. Thì lên. Ồ thì đây. Con này chạy rồi. Xong con này lên để đi. Để đúng đi. Rồi. Cũng chưa đi được rồi. Đi được. Ra đây để về bắt mã. Đúng rồi. Cũng chưa đi được. Về lùa con mã này đi nhỉ. Về đây ông cũng về đưa chạy pháo đã chạy nhưng mà chạy đi đâu chạy được sang đây cho tốt giữ để cơ hội là cắm thế là có cơ hội là cắm đúng không cũng chưa lên được con gì. Thì kệ. Hay là cứ cờ biết thì gì. Mình cũng có cơ hội nhưng mà mình bỏ toàn bỏ lỡ rồi đúng không? Lên con xe kia giữ tốt sang sông. Mình toàn bỏ lỡ cơ hội. Hay ăn tịnh. Ăn tịnh thì đánh ngay hơn nhỉ. Mà nói chung là toàn cao thủ đến đây thì thua cũng chấp nhận được mà. Ui giời ơi, đánh thế. Chưa làm gì nữa. Người ta cao mình thua chấp nhận được. Đánh bên kia đi. Còn những cái ông mà không phải là có chuyên môn cờ tốt thì họ lại không cầm quân đâu. Đúng không? Giáp không dám cầm. Về đây mất mã bên đây. Được. Chứ họ tức là họ đổi mã khỏe lấy mã. Mã của họ cũng đang khỏe. Bay kia không được. Không được, mất xe. Bay đấy không được. Thôi là giữ tất. Giữ tất. Không, nhưng mà Đông Trù vẫn chưa đánh được cờ chắc. Vào pháo đầu đi. Đổ vào xe đầu. Vào xe đầu hơn. Ê, vào pháo đầu hơn. Vào xe để đuổi mã chứ mà. Ừ, đúng rồi, nhưng mà vào pháo đầu thì dọa nước cục. Cục vì mã họ đứng đây hành trọng. Tôi chạy đi nhỉ. Dọa đấu. Chạy hắn sang bên kia mà. Đúng rồi. Đó này phải chạy ra chỗ cũ. Chạy ra bên đây để có vài cây hy vọng ở bên đấy. Kệ. Chưa được đâu nhỉ. Dí còn tốt đi này. Có được không? Không được. Dưới ra ngoài. Họ vẫn ăn bình thường. Cũng khó nhỉ. Dưới để phá cái thế. Phá thế đi. Giờ để kích con mã này đi. Chờ bắt được nó. Bên đây đang bắt thì bắt đi. Ở con nào cũng được. Chạy về. Ô, về đây làm gì họ ăn vẫn ăn bình thường. À họ ăn bình thường. Họ hai quỳ. Chạy về đấy. Hai. Chạy tiếp. Lại đuổi tiếp.
bay lên đầu. Đúng rồi. Ôi trời, trời bay lên đầu mất. Mất bắt đồ xe. Chú tướng. Cái gì chứ? Bay tượng đi. Ôi hỏng rồi. Bay tượng. Bay tượng. Nhưng mà họ đam mã đây là hỏng rồi. Đập mã đấy thì đóng đây là hết này. Vẫn hết. Vẫn hết. Nghe đầu chứ. Hỏng. Lúc đấy anh lên làm gì? Pháo pháo này anh ria ra đấy. Lên tướng được không? Lên tướng đi. Lên tướng đi. Ừ, quần. Lên mất mã. Đi đi quần hơn này bị đóng mất. Chúa tướng. Mà cũng thua. À, giờ xuống đấy bạn... thì họ cắm xuống thì hết. Đúng rồi. Cũng không ra rồi. Được xe đứng hai bên luôn mà. Đi đâu? Cắm nó hết rồi. Đại quần vẫn còn trước con mã đấy. À, ta đóng đầu thì cũng chưa thua được ngay. Đóng đầu thôi. Ai bảo sợ chả ai bảo sợ. Nhưng mà đóng đầu xong xe lại, xong xe là hết rồi. Thì thua cũng bắt con ngựa này nữa. Chỉ bắt ngựa thì thôi, là cái gì đây? Ngựa bắt đi, 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 thua. Thiếu tướng thì bỏ pháo rồi. Pháo đen mất à? Mà thôi bỏ. Mất thì đêm chán thì thôi, ăn chán thì thôi. Chạy pháo đi, chạy pháo đi. Không, xuống. Ăn chán thì thôi đâu. Ăn tiếp. Đấu cứ ăn. Ăn đến... đến nơi thì thôi. À, à đây. Chạy pháo. Chạy đâu được. Chạy đâu được. Chạy ra đấy mà đóng xuống. Chiếu tiếng. Cũng thua. Ở nhanh thua nhỉ. Pháo lăn. Chiếu. Lăn giờ họ lên pháo lên là hết đấy. Lên sĩ. Lên hết thì thôi. Lộn sĩ đi. Không sợ. Pháo lộn sĩ. Chiếu tướng. Đấy cho ai. Đằng nào chạy về hết vì này. Chiếu tướng. Đằng nào cũng về hết. Chiếu tướng. Vào. Vào vào. Đấy lại cũng không có gì ha. Hết cả. Thôi về thôi. Nghỉ đây. Đây nghỉ. Thôi bây giờ. Ok kỳ thủ quốc tế nó kinh nhỉ. Đánh người ông đánh. Mười cả. Đeo vào. Giờ chú lại tiếp anh đáng. Tiếp anh đáng khoảng 2 tiếng nữa thôi. Hôm nay ta ấy không xảy ra. Nhỉ. Không, không vì hôm nay làm này nói chung là độc cao cao thủ. Ông qua phải đánh cho hai vẫn cuối thua nên hắn hết hết đấy. Vì ông biết còn cho 4 phải 4 năm ván thông à. Thông. 6 ván thông. 6 ván thông à. Tay qua tay. Không, không.